Đây là khu vực quảng trường sự kiện ở ngay cổng đi vào của khu vườn vua nhé, vườn vua Resort & Villa, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy. Cái dãy này là dãy shop house này. Chúng ta có 3 dãy shop house. Các shop house này thì loanh quanh khoảng tầm từ 50 cho đến 70 mét vuông một lô đất. Xây dựng từ 2 đến 3 tầng. Đấy, toàn bộ dãy shop house. Đây là khu vực tổ chức các cái sự kiện là mang tính chất văn hóa của một số tỉnh, đặc biệt là của tỉnh Phú Thọ. Ở đây sẽ là văn hóa, một số văn hóa như múa rối nước chẳng hạn, rồi tuồng chèo các thứ ở đây. Sau này tổ chức mọi người nhé, còn hiện tại thì là chưa, bây giờ mới đang trong quá trình xây dựng. Khi mà khách hàng lên đây thì toàn bộ chúng ta sẽ đi tham quan bằng xe điện của chủ đầu tư. Đấy, khu vực này là ngay cổng chính đi vào đấy. Phía bên trên này là cổng chính này. Đấy, dọc đây sẽ là khu vực bãi gửi xe này. Còn ngoài là bãi gửi xe. Shop house thì hiện tại đã xây thô. Đang tiến hành lắp điện bên trong và hoàn thiện bên trong. Cũng chưa có một căn nào hoàn thiện chuẩn chỉ đâu. Ngày xưa thì cái chỗ này khá là xấu. Cái đây khoảng 2 năm ấy thì chỗ này là toàn có bèo thôi. Nhưng bây giờ chủ tư đã làm lại rất là đẹp rồi. Mặc dù thị trường bất động sản đang khá là trầm, nhưng mà lượng khách du lịch thì vẫn rất là đông. Và bên phía chủ đầu tư Thăng Long Invest thì vẫn đang triển khai xây dựng dự án rất là đông. Bây giờ đang là hơn 12 giờ trưa thì công nhân không có, nhưng mà lúc nãy mình đến sớm thì tất cả các cái khu vực mà đang liên quan đến chỗ xây dựng thì đều có công nhân cả. Như là khu shop house này chẳng hạn này. Hay là khu vực bên này thì là khu vực suối khoáng nóng thì cũng có công nhân này. Khu vực Windham, khu vực Best Wisdom thì đều có công nhân cả. Và lượng khách đến vừa rồi thì mình có đi qua chỗ nhà hàng ấy, thì bây giờ mới đang là 12 giờ trưa ngày thứ 6 thôi, nhưng mà cũng đều có khách cả. Có một số cái đoàn đi tour đến đây. Anh em mà quan tâm đến dự án Vườn Vua thì có thể là vào trangnocthuyen.com tham khảo, hoặc là liên hệ trực tiếp theo số máy là 0909613696. Gặp mình là Ngọc Tuyền nhé.